Xin chào các bạn, mình là Cường đây. Bao lâu rồi các bạn? Bao lâu rồi kênh YouTube của Cường không xuất hiện chủ đề chiếc MT15 này? Thì sau cái chuyến đi tour Đà Lạt về thì Cường để chiếc xe MT15 này và không đi đâu hết. Cũng hơn một tháng rồi, chưa rửa luôn các bạn. Công việc quá bận rộn cho nên là chưa rửa được chiếc xe thân yêu luôn. Cảm thấy hôm nay mang ra ngoài trời nhìn nó mới xót xa làm sao. Trời ơi, tí nữa Cường sẽ làm một cái video riêng về cái chiếc MT15 này. Sau hành trình đi tour Đà Lạt về, dính mưa nguyên một cái chặng đường về nó sẽ như thế nào. Còn video này Cường sẽ tâm sự các bạn về cái đèn trợ sáng này. Có rất nhiều người comment hỏi Cường rằng có nên lắp đèn trợ sáng hay không? Lắp đèn trợ sáng có bị công an bắt hay không? Và sử dụng đèn trợ sáng như thế nào cho nó hợp lý? Thì hôm nay Cường và các bạn cùng tìm hiểu ba cái vấn đề này trên một chiếc xe mô tô. Cái việc lắp đèn trợ sáng. Thì đầu tiên á là về việc có nên lắp đèn trợ sáng hay không? Thì theo các bạn có nên hay không? Hãy cùng comment bên dưới cho Cường cùng biết nha. Còn theo Cường nha, theo ý kiến cá nhân của Cường thì nên lắp đèn trợ sáng và rất cần thiết để lắp đèn trợ sáng. Nếu các bạn là một người đi mà đi tour mà hay đi buổi đêm á, thích cái kiểu đi buổi đêm á, thì đèn trợ sáng là một yếu tố không thể thiếu cho những chuyến đi tour. Bởi vì không có một cái đèn zin của xe nào mà đáp ứng cho các bạn được cái điều kiện ánh sáng để các bạn vận hành trong cái thời tiết mà buổi đêm buổi tối. Bởi vì ví dụ như một cung đường từ đây lên Đà Lạt thôi, không phải lúc nào cũng ở đâu cũng có đèn đường để mà chúng ta quan sát tốt. Thì vô những cái đường mà không có đèn đường mà cái đèn zin, ví dụ như chiếc MT15 này, thì đèn zin để làm cảnh chứ không phải để soi sáng. Thì lên một cặp đèn trợ sáng cho chiếc MT15 này là một cái điều rất cần thiết khi các bạn đi tour buổi đêm. Rất cần thiết nha các bạn, mình xin nhắc lại là rất cần thiết luôn. Và Cường đã lên một cặp đèn trợ sáng cho chiếc xe này. Còn cái việc mà các bạn sử dụng như thế nào lại là cái luận điểm thứ ba, thì tí nữa Cường sẽ chia sẻ các bạn về cái luận điểm thứ ba. Cái luận điểm thứ hai là lắp đèn trợ sáng có bị công an bắt hay không. Thì Cường cũng có tìm hiểu á, mà Cường cũng tìm hiểu hồi cũng chả biết đường nào mà mò luôn, không biết có bị bắt hay không. Thì lắp đèn trợ sáng thì lắp thêm mà, nó đâu có thay đổi kết cấu đâu, nó đâu có thay đổi kết cấu của chiếc xe này đâu mà bắt người ta. Mà cũng có những trường hợp Cường thấy là công an bắt lại phải bắt gỡ đèn trợ sáng. Thì cái này nó hơi nhạy cảm, tức là không có một con số chính xác cho các bạn, không có một câu trả lời chính xác cho các bạn là có bị công an phạt hay không, mà nó là hên xui 50-50. Thì khi các bạn cái việc lắp đèn trợ sáng rất cần thiết rồi, nhưng mà lỡ giả dụ bị công an phạt thì sao? Thì cái này mình nghĩ là như thế này. Nếu công an bắt mình lại, mình sẽ rất là hợp tác vui vẻ. Nhưng mà nếu mà có gì đó khó khăn quá thì thôi, mình xử lý nhanh gọn. Mình để cái từ xử lý nhanh gọn trong dấu một kép thì các bạn đủ hiểu ha. Bởi vì cái chuyện bắt, bị công an bắt hay phạt hay không á, nó không quan trọng bằng cái việc là cái đèn thực trợ sáng này thực sự rất cần thiết và nó ảnh hưởng liên quan đến trực tiếp cái sự an toàn của bạn. Thì Cường sẽ chọn cái sự an toàn. Bởi vì đi đường buổi đêm mà không có đèn, không quan sát được cái đường, không quan sát được những cái vật xung quanh, những cái vật cản xung quanh thì rất là nguy hiểm. Và hơn nữa thì anh em chạy mô tô đâu ai chạy 50-60 km/h đâu, bèo bèo lắm cũng 80-100, đó là bèo nhất rồi đó. Nhưng mà T15 thì chạy cũng đầm đều ra 100 km/h, cũng không có chạy nhanh hơn. Thì ở cái vận tốc đó, nếu mà không có đèn trợ sáng thì cái tầm quan sát của bạn khi mà các bạn chạy vận tốc 100 á, thì các bạn phải nhìn xa đâu đó khoảng tầm 100 m, nhìn xa 100 m nha. Còn nhìn mặt đường á thì nó đâu đó khoảng tầm 50 m, là nhìn cái mặt đường này 50 m, khoảng tầm quan sát phải 100 m.
thì mới kịp để cho các bạn xử lý những cái tình huống nó xảy ra. Thì có cái đèn trợ sáng nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều về cái vấn đề này, là xử lý tình huống trong những cái tình huống, xử lý những cái tình huống mà nó khi các bạn chạy nó diễn ra trên đường. Thì để đánh đổi lại cái việc mà bị bắt hay không thì Cường không quan tâm, thực sự là Cường không quan tâm đến cái vấn đề là có bị bắt hay không, bị công an như thế nào. Bởi vì mình đã chấp nhận mình chơi thì việc tốn vài trăm ngàn để xử lý thì nó không đáng là bao nhiêu để đổi lại cái sự an toàn cho các bạn. Cường nghĩ là như vậy. Còn cái câu chuyện thứ ba là sử dụng đèn trợ sáng như thế nào. Thì cái này nó thuộc vào hệ tư tưởng ý thức của các bạn. Các bạn sử dụng như thế nào để người ta khỏi chửi các bạn? Các bạn sử dụng như thế nào để người ta nhìn vô các bạn, người ta kêu thằng này có ý thức? Các bạn sử dụng như thế nào để người ta nhìn vô, người ta thích bạn? Chứ đừng có để người ta chửi, người ta ghét. Bởi vì cái đèn trợ sáng này á, nếu các bạn sử dụng đúng á, đi trong phố chả bao giờ cần bật. Đi trong đường thành phố mà đèn đường sáng chứ chả bao giờ cần bật luôn. Còn cần bật khi nào? Cần bật khi những nơi có thời tiết, điều kiện ánh sáng rất thấp, không nhìn thấy đường, mà đèn zin không đủ đáp ứng, mà cái vận tốc của Cường nó cần phải có ánh sáng. Ví dụ như các bạn vô một đường tối thui luôn, nhưng mà các bạn chạy 30, 40, 50, 60 km/h, đèn zin đủ rồi, đèn zin là đủ đáp ứng rồi. Nhưng mà vượt qua cái tốc độ của nó, vượt qua cái giải tốc độ đó thì các bạn đi cái tốc độ nhanh hơn, thì các bạn cần một cái tầm quan sát xa hơn, thì lúc đó Cường sẽ bật đèn trợ sáng để Cường quan sát. Nhưng mà nếu thấy xe ngược chiều, Cường sẽ lại tắt đèn để cho họ đi qua rồi Cường lại bật. Đó, đó là cái cách mà Cường sử dụng đèn trợ sáng. Thứ nhất là cái vận tốc phải đủ lớn để Cường cần cái tầm quan sát để Cường bật. Thứ hai là điều kiện ánh sáng phải thực sự là không thấy đường thì Cường mới bật. Chứ ví dụ như đang chạy trên đường mà đèn đường đầy đủ hết, cho dù Cường chạy nhanh hơn Cường cũng ít khi Cường bật lắm. Chỉ khi nào Cường qua ngã tư, ngã ba Cường đá đèn thôi, Cường xin vượt Cường đá đèn thôi. Hay là qua ngã tư gì đó Cường bật lên, Cường nhả nhả lên cho người ta biết là xe của mình chuẩn bị tới thì Cường mới bật thôi. Còn nếu mà đường đèn đường mà ok hết rồi, chạy 100 km/h Cường cũng chạy bật đó. Và cái đèn trợ sáng này nó có một cái hay nữa là nó giúp cho các bạn an toàn trong những cái trường hợp sau ấy đâu. Thứ nhất đó là các bạn vượt xe rất an toàn luôn. Ví dụ như đi buổi tối mà các bạn cứ lù các bạn vượt lên, mà các bạn không độ bô, xe mình không độ bô, mà các bạn không báo hiệu cho cái xe đằng trước của mình là mình sắp vượt lên á, thì họ chỉ cần đánh đá nhẹ thôi là mình sẽ dính. Nhưng mà khi mà mình đi những trường hợp như vậy á, mình nhẹ đá đèn, mình đá hai cái nhẹ nhàng, sau đó mình báo hiệu cho người ta thì người ta biết được mình đang đằng sau. Và khi vượt lên gần đến nơi, Cường lại đá thêm một cái nữa để cho người ta biết là xe của mình đang vượt. Đó, chuẩn bị vượt và đang vượt thì Cường sẽ nhả cho người ta biết. Rất an toàn nha. Và thứ hai là những xe đi ngược chiều mình, có rất nhiều người vô ý thức bật đèn pha rất chói mắt khi chúng ta đi ngược chiều. Thì cái trường hợp đó Cường không ngại mà Cường bật cái đèn trợ sáng lên để báo hiệu cho người ta biết là đèn của bạn đang gây chói mắt. Ví dụ như Cường gặp một cái xe đi ngược chiều mà chói mắt từ xa xa rồi, Cường sẽ nháy nhẹ hai cái để người ta biết và người ta tắt cái đèn trợ sáng. Nhưng mà có người họ không tắt luôn các bạn. Thì lúc đó Cường nhả thêm một lần nữa cảnh báo. Mà các bạn người ta không tắt luôn thì Cường sẽ sẵn sàng Cường bật cái đèn trợ sáng này lên luôn, để tăng thêm cái tầm quan sát của Cường khi mà Cường di chuyển. Chứ người ta mà bật đèn pha ngược lại á, các bạn rất khó để nhìn cái con đường của bạn, cái phần đường của mình đang chạy. Thì khi mình bật đèn như vậy thì mình sẽ quan sát được tốt hơn. Mặc dù sẽ gây chói mắt cho người đối diện, nhưng mà do họ làm như vậy thì mình cũng phải làm ngược lại như vậy để an toàn cho mình trước cái đã. Thực sự là như vậy, an toàn cho Cường trước cái đã. Đó là cái tâm sự của Cường về cái việc sử dụng đèn trợ sáng. Thứ nhất là có nên lắp hay không. Thứ hai là có bị công an phạt hay không. Thứ ba là sử dụng như thế nào. Thì Cường cũng vừa chia sẻ cho các bạn về những cái lợi ích của việc lắp đèn trợ sáng rồi. Thì nếu các bạn có ý kiến nào trái chiều hay ý kiến khác thì hãy comment cho Cường cùng biết, để Cường và các bạn cùng tâm sự trao đổi cho câu chuyện nó trở nên vui nhộn hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Cường nha.
bộ đèn chợ sáng này Cường lắp là một cọc đèn này là 3,5 triệu nè, bộ bát nè, bộ chống đổ nè, bộ công tắc, bộ mạch nè. Thì cái đó Cường đã làm một video riêng rồi, Cường sẽ để cái video đó ở đường link bên dưới để các bạn cùng tham khảo nha. Đó, video Cường sẽ kết thúc tại đây. Còn bây giờ Cường sẽ quay một cái video về cái chiếc xe của Cường khi mà đi tour Đà Lạt về chưa rửa luôn. Từ vừa đó giờ chưa rửa luôn. Và mắc mưa nguyên một cái chặng đường đi về. Cho các bạn xem như thế nào. Các bạn nếu có nhu cầu thì hãy xem tiếp cái video đằng sau của Cường nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Đừng quên đăng ký kênh của Cường nha các bạn.